À vâng, xin chào các bác. Em đang làm cái công tác vệ sinh và kiểm tra sơ bộ một cái con đài cassette cổ của hãng Panasonic. Cái model này em nghĩ ở Việt Nam cũng có khá nhiều người hiện tại đang sở hữu. Đây là cái model Panasonic VDUC 38. Nói với các bác thế này, những cái thứ đồ hàng bãi kiểu này nó về Việt Nam nó dơ thôi rồi. Để cầm cái điện thoại lên quay như thế này, em đã phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để vệ sinh thì nó mới được thế này các bác ạ. Em đang cho chạy thử một đoạn băng cassette. Lời đầu năm ba viết cho con trên quê hương khói lửa dạ mòn, ba vẫn miệt mài thân chinh chiến nên biết rằng con chẳng được vui, ngày đầu xuân sẽ vắng tiếng cười. Lời đầu năm tha thiết bao la. Em đã vệ sinh sạch sẽ cái bộ cơ này, nhưng mà dây cua roa thì em không có để thay mới. Đối với tất cả những bác mà sành một chút về hệ thống cơ cassette, nhìn vào đây là thấy ngay là hai cái dây cua roa dây to ấy là nó bị méo rồi nha. Tức là dây nó không tròn nữa, chạy nó bị vung dây. Đó, nó vung dây này. Khi nó bị vung như thế này thì tiếng cassette chắc chắn là nó sẽ không thể tròn vành rõ chữ được. Nhưng mà do cái vấn đề hoàn cảnh em không có dây mới để thay, do vậy là em cứ nhập sao bán vậy thôi. Em cũng vẫn sẽ thực hiện những cái bản test để bác khách nào đấy mua con đài này biết được rằng thì mà là cassette nó vẫn chạy. Đây cũng chính là cái lý do vì sao mà khi em bán ra những cái con cassette em hầu như không dám bao chạy, là vì như thế. Mình phải có dây cua roa thay thì mình mới dám đảm bảo được. Đó, các bác thấy chưa? Dây cua roa nó bị méo. Khi dây nó bị méo ấy thì là chạy nó sẽ như thế này. Mà chạy như thế này chắc chắn là tiếng nó sẽ bị run, chứ nó không thể tròn vành rõ chữ được. Thế cái ưu thế của cái con này là gì? Đó là đây là một con Nhật xịn với cái bề rộng của đài lên đến 60 cm. Một cái điểm quý giá đó là nó sở hữu một cái cặp củ toàn giải made in Japan xịn, củ toàn giải 10 cm, màng giấy gân lụa lõm tẩm dầu, trở kháng là 2,7 ohm và công suất là 5W. Riêng cái cặp củ toàn giải này mà tháo ra gọi là bán rời bán món ấy thì nó đã có cái giá là 500.000 rồi các bác nhé. Mên vỉ thì linh kiện thì hoàn toàn là thuần Nhật hết. Như vậy điểm đầu tiên đáng nói là nó có cái cặp củ toàn giải rất có giá trị, ngay như là cái motor 12V này, các bác thấy chưa? Nhật xịn Japan. Một cái điểm hay tiếp theo ở trên con này đó là nó có đường lay NAUX và chúng ta hoàn toàn có thể xài nó thay thế một cái loa vi tính. Điểm thứ ba là nó xài nguồn adapter gắn ngoài. Em đang cắm một cái adapter vào đây, em phải cố gắng đi mua một cái adapter tử tế. Đồng thời là em cũng vẫn cứ cẩn thận cho thêm một con tụ lọc nguồn nữa để cho cái nguồn DC nó phẳng hơn, đỡ bị gọng nha. Cái này thì những bác mà là dân chơi cứng một chút nhìn vào quả tụ đấy thì mới thấy xúc động thôi, còn mấy ông tay mơ không hiểu gì đâu. Đây là tụ xoay này, hàng bãi nó về thì cái đây là cái cọng bánh răng
để nó kết nối với cái phần kéo sóng báo sóng phía trước mặt nó gãy bà nó rồi. Nếu bác nào mua thì em cũng trả đủ, về bác tự thể hiện tài năng mà gắn nha. Cái dòng cơ Panasonic này thì em thấy nó có một cái nhược điểm, đó là chạy chiều vớt thì được, còn cái chạy cái chiều xuôi ấy, thì chắc là phải bảo dưỡng lại phần cơ, bởi vì chạy chiều xuôi em thấy có tiếng lạch cạch, không hiểu là do bánh răng hay là như thế nào, nhưng mà có tiếng lạch cạch không giấu gì. Đây là phần mặt trước này, trước sau gì em cũng sẽ làm video đàng hoàng. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chưa. Đây dính tí sơn này. Đây ôi rộn ràng. Kìa, mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đến, nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi. Đây là em đang cho chạy cửa A. Cửa B này. Khổ bán cái con đài này vất vả lắm các bác ạ. À. Vẫn muốn đời yêu mến xuân, nhắm trên vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhau duyên may, xuân thắm tươi xuân đồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương nhớ. Nói chung là đối với ông nào đấy mà là người hiểu biết về đài, nhìn vào con này thì mới thấy nó có giá trị. Ở đây là cái phần đít. Phần đít thì nó chẳng có gì, nó chỉ là cái dâu anten và cái sợi cáp kết nối để phần lắp pin. Đây là quai này. Cơ cassette này là dòng cơ mềm, nó được điều khiển bằng rò le. Đó, các bác nhìn thấy dây của loa nó vung chưa? À, nó bị méo. Kiểu để lâu quá thì dây của loa nó sẽ bị cứng. Cứng ấy thì là nó sẽ bị méo. Chả biết là chạy lâu rồi nó có tròn ra hay không, nhưng hiện tại là dây nó đang méo. Con này có FM 108 nha. Nói chung là em sẽ bán nó ra với tư cách của một cái thiết bị nghe thay cái loa vi tính, và em sẽ tiến hành lắp ráp và test đàng hoàng ở đoạn sau. Mong các bác chú ý theo dõi. Vâng, em đã lắp vào xong xuôi và bây giờ anh em chúng ta sẽ test cái ngõ kết nối line-in aux-x. Em cho rằng đây là một cái ngõ kết nối rất có giá trị khi chúng ta sử dụng đường line-in aux-x trên con đài này. Nghe thầy cái loa vi tính nó chất ra phết đấy các bạn ạ. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng mười sao, cưới rồi đành xa nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Như vậy là anh em chúng ta đã test xong cái thứ kết nối tương đối là đáng giá
ở trên cái con đài này. Bây giờ em sẽ rút cái đường lay nấu x ra, chúng ta sẽ test đến test lại cái khoản băng cassette. Ở đầu video thì em cũng đã miêu tả tương đối là rõ ràng rồi. Chúng ta sẽ test cái cửa A trước đi. Ở đây chúng ta có một cái nút, hai nút, đó là chuyển cửa A hoặc cửa B. Ví dụ như muốn chạy cửa 1, chúng ta ấn vào đếch 1. Buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. Anh đâu hay rằng mẹ quê hương chúng con anh yêu cùng hương xanh khoai. Anh đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha đầy mưa thấy thương. Ở cái chiều xuôi này thì em thấy có tiếng lạch cạch này. Yêu mơ chi phút xuân vầy để người đi theo nắng tháng dài. Đó. Ở bên này thì cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cửa 2. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô qua áo đôi trai đầu từ bánh tì là còn ngon đấy ạ. Chỉ có dây cua roa thì các bác nhìn các bác biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ test đến khoảng sóng FM. Như đầu video em đã nói là cái cuốn bánh răng ấy là nó bị gãy ra. Do vậy là khi chúng ta vặn sóng trong thời điểm này là không thấy cái kim nó chạy. Bác nào mua về thì tự keo lại ha. Đầu tư cho trí thức trẻ. Về cơ chế tự chủ, mặc dù là theo chính sách ưu tiên là rất là đúng, nhưng mà cũng có nhiều cái ngành nó không hấp dẫn sinh viên, cũng như là việc làm sau khi ra trường có hạn chế, mà trong khi những lĩnh hành này á, mà phải nói là không thể thiếu được trong cái đóng góp và sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo sư tiến sĩ Võ Văn Tới, trợ lý ban giám hiệu về phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ sức khỏe và sự sống. Bây giờ em sẽ bắt sóng chung này. Em bao cả hai băng sóng bắt tốt. Về hình thức con này thì không thể tránh khỏi những vết chảy chớt, nhưng mà ruột gan thì là đẹp. Các bác nhìn thấy rồi, dầu anten zin. Bây giờ chúng ta sẽ để ý một chút đến cái thiết kế khá là độc đáo của con đài này. Các bác có thể thấy là nó thiết kế vát nghiêng
chứ nó không phải là đặt thẳng đâu ạ. Nó sẽ nghiêng như thế này. Cái cọng lấy sóng nó bị gãy ra ấy, thì em đã lấy băng dính em dán vào đây để giữ. Đó, bác nào mà mua con đài thì về ao to tháo ra đó, tự keo cốn lại nha. Ngoài cái vấn đề anten dâu thì nó còn cho phép đấu anten 300 ohm, tức là khi chúng ta không thích dương dâu lên thì chúng ta có thể đấu anten kiểu dây ở đây nha. Em sẽ cố gắng đọc cái thông số Panasonic RX FW38, điện áp DC 12V, lắp 8 quả pin, tức là nguồn adapter cho phép là từ 12 đến 13,2V, made in Japan. Dòng này thì Nhật xịn, yên tâm, không phải nghĩ. Em đã cố gắng cho theo một cái bộ nguồn adapter tương đối tốt, dòng thoải mái nhé. Tức là đánh thoải mái, không lo cái vấn đề sụt điện. Có những cái adapter nó yếu ấy, thì khi chúng ta mở lớn là cái đèn nguồn này nó sụt tối đi thì cái tiếng bên phần công suất nó sẽ không được căng, không được hay. Đối với tất cả những người chơi đài thì chắc chắn là hiểu cái nguồn adapter, ví dụ bên ngoài, nó quan trọng như thế nào. Thường thì mấy cái adapter sử dụng nguồn xung này thì tụ bên trong nó tương đối nhỏ, do vậy là em đã bổ sung vào đây một con tụ khá lớn để lọc cho cái nguồn DC này nó trở nên phẳng hơn. Và em bán con đài này với giá là 900.000, riêng cái adapter đã 100.000 rồi các bác nhé. Như vậy là đài chỉ còn có 800.000. Tiền công đóng gói, thùng xốp, băng keo 50.000 nữa. Do vậy đài nó chỉ còn có 750.000 thôi. Phân tích như vậy để những bác hay có cái kiểu bản tính so đo đi so giá nắm được tinh thần. Và phần trình bày của em đã xong. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu con này và có một chút kinh nghiệm trong vấn đề bảo dưỡng phần cơ cũng như là thay dây cua roa, tức là tự mình làm được ấy, thì nên ôm con này về chơi, đảm bảo không thất vọng. Riêng cái cặp loa toàn giải của nó thôi đã có giá là 500.000 rồi. Đối với cái bộ cơ cassette này, bác chỉ việc thay dây cua roa, bảo dưỡng lại một chút bên cái phần cơ khí ấy, là nó sẽ chạy chuẩn và chạy ngon thôi. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em đề chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.